Có nhiều bạn hỏi tôi cách đấu như thế này đúng không? Thì các bạn hỏi như thế này. Từ đường đi ra của vang cắm vào đường vào của lọc xì, và từ đường ra của lọc xì cắm vào đường in, tức là đường vào của Procept Short, và từ đường ra của Procept Short ta lại cắm quay trở lại đường in của vang, và lúc này tạo thành một chu trình khép kín. Đây là một trong những cách đấu mà nhiều bạn đang áp dụng. Tuy nhiên khi các bạn bấm tắt bỏ nút Procept Short ở phía trước này, các bạn tắt nút Procept Short này, thì cả vang cả lọc xì mất tác dụng và âm ly sẽ mất tiếng. Đây là cách đấu không đúng và cách đấu này chưa phải là cách đấu chính xác nhất. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu đúng nhất, chính xác nhất cả vang cả lọc xì và âm ly nhờ một nút bấm mà không phải cắm rút khi muốn loại bỏ một thiết bị nào đó phía trước âm ly, không cần phải rút dây. Nếu như các bạn bật cái nút Procept Short này về vị trí on thì lúc này các bạn chỉnh được cả âm sắc trên lọc xì, giọng hát của các bạn cũng đi qua lọc xì. Các bạn tha hồ chỉnh tỉa tót, cân bằng, chỉnh cho nịnh giọng, giọng thô, giọng mộc hay thế nào đó thì tùy, đã chỉnh được cả bát chép nó kèm theo luôn. Thế khi các bạn không thích cho giọng hát các bạn đi qua đây nữa mà sợ hú rít ABC, chỉ cần xoay một cái nút Procept Short về vị trí off thôi. Các bạn thân mến, hiện nay tại thị trường Việt Nam chúng ta có rất nhiều các model của dòng âm ly đến đông Nhật Bản. Các bạn không còn xa lạ với các model 1500, các biến thể kèm theo, các dòng đến đông 2000 và các biến thể kèm theo, những dòng đến đông có chữ D, ví dụ như 580D, 780D, 880D, 890D, 980D, các dòng DG mặt vàng hồi gỗ, các dòng có tem, các dòng không tem, những dòng đến đông Colombia, vân vân và vân vân. Có thể nói rằng những dòng âm ly đề nông được người Việt Nam chúng ta khá yêu chuộng bởi nó đem đến tiếng bát khá là mạnh mẽ, uy lực. Và thêm vào đó, mặc dù công suất tiêu thụ điện nhỏ nhưng lại có thể thổi ra công suất lớn và dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa Mỹ, Âu, Nhật Bản, vân vân. Trong chương trình hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai chiếc âm ly đề nông 940V. Vậy dòng V có gì khác biệt so với dòng D hay những dòng AE, vân vân? Thì các bạn theo dõi, tôi sẽ cơ bản nêu ra một vài sự đặc biệt của dòng Denon 940V này. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép, hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị bên góc phải phía trên màn hình. Nếu như quý vị có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại hiển thị ở phía dưới. Các bạn thân mến, nếu như nói về các dòng âm ly đề nông có chữ D thì các bạn biết ngay nó được tích hợp một bộ giải mã DAC kèm theo âm ly và mức giá khá là hợp lý. Và những dòng âm ly đề nông có chữ D kèm theo thường sẽ giúp cho các bạn có rất nhiều những lựa chọn. Một là có thể nghe nhạc số kết hợp vào đường giải mã qua các đường quang kết nối với nó ở phía sau, đường đồng trục hay đường quang thì đều có chất lượng âm thanh rất là tốt. Và nếu như các bạn dùng những dòng loa cần tiếng bass bạo lực, ví dụ như các dòng Vega, các dòng Infinity, các dòng Boss hay các dòng Pioneer, ví dụ như các dòng Pioneer có bass màng carbon, hay các dòng Onkyo có bass màng carbon, hay các dòng loa Sansui màng carbon, thì các bạn đánh vào các dòng đề nông các bạn thấy khá là hợp tai bởi nó đem lại tiếng bass đánh uy lực mạnh mẽ và âm thanh khá là chi tiết. Nếu như các dòng mặt vàng, ví dụ như 1500AE, 1500R, các dòng RE, các dòng 2000 mặt vàng vân vân, thì các bạn thấy là âm thanh của nó lại thiên về độ động và thiên về sự hiện đại. Nó có sự cải thiện rất lớn ở giải cao, đem đến âm thanh khá là bóc tách ở các giải. Thì các bạn thấy, đối với những dòng âm ly của đề nông có chữ V và những dòng thiết bị audio đến từ Nhật Bản nói chung mà có chữ V thì đều được người Việt Nam chúng ta đón nhận khá nồng nhiệt và chấm điểm cao. Bởi vì trước mắt các bạn là hai chiếc âm ly đề nông 940V, nó có một phẩm chất khác biệt một chút. Nếu như các bạn thấy rằng những dòng âm ly của đề nông về cơ bản là nó đánh ra tiếng bass căng tròn, tức là nó cắt tần số khá cao một chút để đem lại tiếng bass căng, anh em hay miêu tả là tiếng bass đầm, thì các bạn thấy là dòng V nó lại có một chút khác biệt, đó là tiếng bass của nó lại sâu mềm và nó có độ dày. Các bạn thấy tiếng bass của những dòng âm ly Denon 940V thì luôn luôn đem lại cường độ tiếng bass hơn so với lại những dòng cùng phân khúc, cùng tầm tiền khi được sản xuất của các hãng để cạnh tranh với dòng Denon 940V. Tức là nói nôm na, tiếng bass của Denon 940V sẽ đem lại âm thanh mềm và cường độ tiếng bass của nó dữ dội hơn và âm thanh của nó dày dặn hơn.
tức là có thể đúc kết một vài điểm như vậy để các bạn nhận ra cái sự khác biệt. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều bạn yêu thích dòng Denon 940V hay sử dụng nó để đánh vào những dòng loa cần đem lại tiếng bass uy lực. Đấy, ví dụ như các bạn có thể đánh vào các dòng Onkyo D77, D77 1X, D77 2X, các bạn có thể đánh vào các dòng Sansui G88, đánh vào các dòng loa Bose 601, Serie 3, 601, 601, Serie 2, các dòng Bose 301, 501, vân vân, thì các bạn sẽ thấy là tiếng bass của nó pha trộn giữa sự căng tròn của bốt với lại âm thanh đầm và tiếng bát mềm của thằng Denon 940V này. Và một cái điều lý thú nữa thì các bạn đánh vào các dòng loa của Pioneer Nhật Bản, ví dụ như cái dòng tất cả các dòng loa Pioneer mà sử dụng bát màng carbon, ví dụ như 9500 DV 9500R, rồi các dòng 180A bát giấy và các dòng 180D 2 la mã, 3 la mã, vân vân, thì các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Thế thì những bác hay sử dụng những dòng loa Pioneer 180A bát giấy, thông thường chúng ta hay ghép vào các dòng âm ly của Sansui. Tuy nhiên nếu như phối ghép không tốt sẽ tạo ra độ ồn nền ở dải trầm và tiếng bass sẽ có đuôi. Chính vì vậy mà rất nhiều bác đã hướng sang sử dụng âm ly Denon 940V để đánh vào loa Pioneer 180A. Thì tôi sẽ có bản test để cho các bạn cảm thụ. Các bạn thân mến, mỗi một chiếc ly này hiện nay trên thị trường thì anh em rất là yêu thích nó và giá của nó cũng đội so với thời gian, bởi vì đây là một trong dòng V được rất là yêu thích. Đối với các chức năng của nó thì các bạn chỉnh bình thường, bát chép rồi tách cầu, tách vế. Tuy nhiên đây là có một cái tính năng này thì tôi hướng dẫn để các bạn có thể nắm được luôn. Đây là low note thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Đấy, low note này. Đấy, giảm nhỏ đi này, 20 dB này. Đấy. Thì đây là cân bằng loa, tôi không nói nữa. Thì các bạn nhìn vào đây nhé. Đối với cái tính năng này này thì các bạn có thể khai thác triệt để. Nếu như trước đây các bạn thấy tôi đã có video hướng dẫn các bạn cách kết nối lọc xì vào cầu chữ U ở sau âm ly để đem đến cái sự tiện dụng trong việc các bạn có thể chỉnh cũng như quá trình khởi động. Thì các bạn thấy đây là một cái tính năng cho phép các bạn có thể tùy biến và phụ thuộc vào khả năng khai thác của mỗi bạn. Thì trước hết các bạn nhìn thấy ở bên cùng này. Đấy, thì nó có cái nút, đây là Subsonic On. Subsonic này có nghĩa là kiểm soát sóng hạ âm, nghĩa là sóng hạ âm. Khi các bạn muốn nó kiểm soát những tần số khoảng 16 đến 20 Hz, tức là dưới ngưỡng nghe của tai người, thì các bạn có thể bật nó về cái vị trí này. Và thường thì người ta hay áp dụng nó với đĩa than. Thì các bạn nhớ nhé, Subsonic tất cả các loại âm ly đều như vậy, dù đắt hay rẻ. Các bạn để về vị trí off, tức là ta để cho âm ly hoạt động bình thường. Đấy. Bây giờ bên tay trái này mới là điều cần nói này. Các bạn nhìn cái chữ on nhỏ nhỏ này, ta bật sang đây, các bạn đã kích hoạt chế độ Baroshev Short Loop. Đấy, tôi đọc tiếng Anh thì chắc là nó không đúng đâu, nhưng cơ bản như vậy thì các bạn hiểu. Cái tính năng Baroshev Short này thì hầu như các dòng âm ly của Sansui đều có, mà tôi đã hướng dẫn các bạn rất chi tiết rồi. Tôi có video hướng dẫn các bạn khai thác 100% tính năng trên các dòng âm ly Sansui và khai thác 100% tính năng trên các dòng âm ly Đền Đông. Các bạn có thể tìm lại video đó mà tôi đã hướng dẫn và đã được khoảng hơn 300.000 người xem rồi, thì các bạn đã nắm được cơ bản rồi. Thế thì các bạn thấy là khi các bạn bật về chế độ Baroshev Short Loop này thì bản chất đây là cầu chữ U điện tử, cứ hiểu nôm na như vậy cho nó dễ. Thì thông thường rất nhiều các dòng âm ly các bạn thấy nó có cái cầu chữ U đằng sau. Các bạn muốn gắn lọc xì này, gắn bàn mixer vào cái cổng đó thì các bạn phải rút cầu chữ U ở phía sau lưng ra. Sau đó các bạn cắm sang đường on và đường in, đường in và đường out của lọc xì hay là vang hay là mixer. Nhưng thay vì việc phải rút cầu chì thì người ta đã bố trí một cái công tắc ở đây, đó là Baroshev Short Loop. Tức là các bạn xoay về đây thì âm ly nó sẽ tách phần dề và phần pau. Lúc này các bạn có thể vòng ra phía sau quan sát này. Tôi sẽ để một chiếc vang vào đây để hướng dẫn, để ví dụ cho các bạn hiểu luôn. Thì các bạn có thể vận dụng để sử dụng trên nhiều thiết bị ngoại vi tương tự. Bây giờ tôi sẽ dùng chiếc lọc xì JVC này để hướng dẫn các bạn cách kết nối ở phía sau và dùng cái tính năng Baroshev Short trên các dòng âm ly Sansui cũng như Denon. Ở đây tôi bày ra mẫu Denon 940V thì các bạn gặp các dòng âm ly Denon có tính năng tương tự hay các dòng âm ly Sansui mặt đen tương tự thì các bạn hiểu luôn, hay những dòng âm ly mà có cầu chữ U đằng sau thì các bạn cũng hiểu để kết nối theo luôn. Đây là một chiếc lọc xì của JVC, có tính năng vừa là lọc xì vừa là dề, có thể chỉnh được âm lượng to nhỏ ở đây.
giá 6.500.000 đồng. Các bạn có thể dùng hát karaoke hoặc dùng nghe nhạc. Thì bây giờ các bạn bật cái nút Process Sort lốp này về vị trí on, tức là ta kích hoạt chế độ tách pau, tách dề của âm ly, và chúng ta vòng ra phía sau, tôi hướng dẫn các bạn cách kết nối. Đây là ở phía sau này, thì các bạn thấy đây là chiếc lọc xì JVC. Nó có thể sử dụng được 4 nguồn điện của nhiều quốc gia khác nhau. Nguồn điện 100, 120 của Mỹ, rồi nguồn điện 220, 240. Các bạn chỉ cần chọc cái tô vít đây, các bạn xoay về cái vị trí mũi tên chỉ này. Thế là các bạn có thể sử dụng nguồn điện nào cũng được. Rất là đa dạng, dễ dùng. Thế thì bây giờ các bạn thấy là ở phía sau của lọc xì, thì bây giờ các bạn không cần phải quan tâm đến việc cắm nhạc vào nữa. Mà bây giờ các bạn làm theo đúng hướng dẫn của tôi để khai thác cái tính năng của Process Sort mà trước đây tôi đã hướng dẫn rồi. Thì hôm nay tiện ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn cắm cả vang cả lọc xì. Sẽ có hai phần, các bạn để ý vào. Thì trước hết ở lọc xì, bây giờ các bạn quan tâm đến phần cắm vào ra. Đấy, thì các bạn thấy là có chữ out này, in này. In nghĩa là vào. Một là L, một R, tức là left và right. Thế là đây là vào nhé. Tín hiệu gửi vào này, tín hiệu gửi ra. Đấy, thì các bạn cứ hiểu như vậy đã. Thì đối với âm ly cũng vậy. Khi mà các bạn kích hoạt tính năng Process Sort lốp ở phía trước đấy, đấy, cứ đọc theo cái cách của tôi cho nó dân dã. Thì các bạn thấy là nó cũng có đường out này và đường in. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ kết nối như thế này. Bây giờ thì các bạn đang có đầu CD này, có TV này, có điện thoại, tóm lại là nguồn phát nói chung. Các bạn cắm vào cái đường CD này, đường tuner, đường AUX nói chung này. Đấy, các bạn cắm thông thường, cứ từ CD hay là từ TV nguồn phát nói chung, các bạn cứ cắm ở đây bình thường nhé. Các bạn không cần quan tâm đến việc này nữa. Tín hiệu chúng ta cấp trực tiếp vào âm ly. Đấy. Thế thì để khai thác tính năng Process Sort lốp này thì các bạn kiếm cho tôi một cái cặp dây. Bây giờ các bạn cấp tín hiệu vào đường CD này rồi. Ví dụ như vậy, các bạn cấp tín hiệu vào đây rồi. Thì bây giờ bật cái nút Process Sort ở phía trước lên. Thì âm ly nó phải gửi tín hiệu ra ngoài để xử lý. Thì chúng ta dùng một cặp dây, các bạn cắm vào cái đường out này. Đấy, cắm vào đường out các bạn nhé. Bây giờ âm ly gửi tín hiệu đi đâu ạ? Âm ly gửi tín hiệu đi lên lọc xì. Nó gửi lên thì lọc xì phải đón vào, cho nên các bạn phải cắm vào cổng in. Đầu còn lại của cái dây AV các bạn cắm vào cổng in. Đấy. Các bạn cứ theo dõi lát nữa tôi hướng dẫn cắm cả vang luôn, vang nó hơi khác một chút. Như vậy các bạn thấy là cái cặp dây thứ nhất, ta lấy tín hiệu từ cái đường out và Process Sort này, đi vào cái cổng in của lọc xì. Và các bạn chỉnh ở trên lọc xì xong rồi, thì bây giờ các bạn cần lấy tín hiệu để gửi trả lại cho âm ly. Thì các bạn thấy ở đây là cái đường out. Ao nghĩa là đi ra. Đấy. Lọc xì nó vặn, các bạn chỉnh bát chép, chỉnh các kiểu con đa điểu ở phía trước rồi. Thì bây giờ nó gửi trả tín hiệu quay lại cho âm ly. Đấy. Thì từ cái đường ao này thì các bạn lại cắm một cái đường in của âm ly này, cái đường Process Sort này này. Cái này thì không có gì lạ vì tôi đã có video hướng dẫn các bạn cách đây 2-3 năm rồi. Các bạn đã làm rồi và rất nhiều bạn đấu rất là tốt. Nhưng đó là cái video mà tôi hướng dẫn các bạn đấu vào những dòng âm ly có cầu chữ U. Thì vẫn cái cách như thế này. Đấy. Vẫn là cái cách như thế này. Nhưng đối với những dòng âm ly mà có cầu chữ U thì các bạn cũng rút cái cầu chữ U ra và các bạn đấu y như vậy. Đấy. Nhưng đối với cái dòng đề nông 940V và các dòng âm ly san xui mặt đen kiểu như bên kia kìa. Đấy, cái dòng san xui 907, 607 lợi cha mà tôi đang có kìa, 707 đấy, mặt đen ấy, thì nó cũng đều có cái tính năng Process Sort này. Thế thì bây giờ các bạn thấy là về cơ bản chúng ta đã cắm xong rồi nhé. Cắm đấu nối xong giữa lọc xì với lại âm ly rồi. Còn các đường dây từ ra loa các bạn cứ đấu bình thường, đường vào âm ly các bạn đấu bình thường. Thì lúc này các bạn sẽ thấy như thế này. Ở phía trước này này. Thì thông thường nếu như các bạn vặn cái nút Process Sort này, vặn về vị trí up, thì lúc này âm ly các bạn cắm đường CD đang cắm, các bạn mở thì âm ly vẫn cứ là chữ âm ly tích hợp bình thường. Chỉnh bát chép rồi tone đi jack bình thường. Đấy. Nhưng khi các bạn xoay cái nút này về vị trí on Process Sort lốp này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là âm ly lúc này nó lại cho lọc xì. Lọc xì quyết định âm sắc. Đấy, tức là một cái cách rất là hay. Thì các bạn có thể kiếm một cái dề đèn thay vì lọc xì
Đấy, thì các bạn cũng thể đấu như vậy nhé. Và bây giờ các bạn có thể chỉnh âm sắc ở trên này, và các bạn vẫn có thể chỉnh ở đây được. Đấy, nhưng mà tuy nhiên các bạn sẽ can thiệp nhiều trên lọc xì và các bạn sẽ thấy tốt hơn. Và việc sử dụng hai cái cặp dây đó thì các bạn nên sử dụng những cặp dây chất lượng cao. Bây giờ thì thay vì lọc xì thì tôi sẽ chuyển sang dùng cái vang, thì các bạn sẽ thấy vang nó sẽ hơi khác một chút, thì các bạn để ý vào. Bây giờ các bạn nhìn thấy tôi bày ra hai chiếc vang, thì một chiếc là vang cơ, đây là chiếc vang neck này, thì nó là vang cơ, và phía dưới là vang DB Acoustic là vang số. Thế thì các bạn thấy là chúng ta đấu như thế nào ở phía sau, thì tôi sẽ nói qua phương án thứ hai là chúng ta sẽ đấu vang vào cái cổng Proceptor thay vì lọc xì, và phương án thứ ba là đấu cả lọc xì cả vang, đấu làm sao cho nó tiện cho các bạn sử dụng nhất. Đây là ở phía sau này, thì các bạn nhìn thấy đây là phía sau của vang neck, là vang cơ. Đấy, vang này thì có khả năng kết nối không dây Bluetooth, có thể chạy USB, có đường quang, tức là có thể giải mã từ TV. Các bạn nếu có TV thông minh thì cắm cái đường quang vào đây. Ở dưới này là vang số, vang DB Acoustic, vang số nhưng lại cũng có thể chỉnh bằng cái nút giống như vang cơ. Đấy, cũng kết nối không dây Bluetooth, đây là anten của nó này. Anten của này bắt ở đây, thì tôi tháo ra rồi. Và cũng có thể chạy USB và có đầy đủ các đường giải mã qua đường quang. Đấy, thì các bạn thấy là thời buổi công nghệ là các dòng vang thì nó cũng theo đuổi kịp cái xu hướng chung. Thế thì bây giờ đối với các dòng vang nói chung, vừa vang số vừa vang cơ, thì các bạn sẽ kết nối như thế nào vào cái cổng Proceptor của âm ly Denon 940V, các dòng âm ly Sansui nói chung có tính năng Proceptor tương tự như thế này. Thì các bạn sẽ thấy nó hơi khác lọc xì một chút thôi. Thì các bạn nhìn vào đây, thì đối với vang thì các bạn thấy là nó sẽ có cái đường ra, nó có cái đường ra này. Đối với vang cơ, vang số giống nhau cả. Đường lép và đường lép này, và ra nghĩa là phải và trái. Thì các bạn nhìn thấy là đối với các dòng vang số mà nó không có cái đường bông sen này ra nhé, đây là vang cơ, nó có thể xuất tín hiệu ra bằng hai đường này. Đấy, đường chính ấy, đường lép và rai, rai và lép này, phải trái này. Đấy, còn bên cạnh đó thì nó lại xuất tín hiệu theo cái đường này nữa này, nó vẫn cho tín hiệu đi ra theo cái đường bông sen này. Đấy, thì nó là cái đường Z, các bạn nhìn kỹ vào. Đấy, Z out. Các bạn sẽ dùng một cái cặp dây AV cắm vào cái đường Z out này. Đấy, cắm vào đây. Còn nếu như không thì các bạn có thể dùng một cái bộ cặp chuyển đổi như thế này. Đấy, các bạn cắm vào cái đường này này. Vang số cũng y như vậy. Vang số nó sẽ thường sẽ không có cái đường AUX kia đâu. Thì các bạn sẽ cắm bằng cái đường này, dùng cái jack chuyển đổi này. Thì các bạn cũng cắm vào đây, cũng giống như vậy thôi. Đấy, thì bản chất cắm cái đường nào cũng được. Thì các bạn thấy như vậy nhé. Thì đầu còn lại, vì đây nó là đường đi ra mà, thì các bạn phải cắm vào cái đường in, thì là nhận tín hiệu vào của cái cổng Proceptor lốp này. Đấy, nó cũng giống như lọc xì ở cái chỗ là ra, đầu ra của AV thì lấy ở đây, thì phải đi vào cái đường vào, đường in của âm ly. Và các bạn sẽ dùng một cái cặp dây thứ hai. Đấy, cặp dây thứ hai các bạn cắm vào đấy, cái đường out của âm ly này này nhé. Cắm vào đường out của âm ly của cổng Proceptor lốp này. Đấy, và đầu còn lại các bạn cắm vào đây. Đây là dòng vang cơ này, neck này, thì nó có hai cái cổng AUX1, AUX2, thì các bạn cắm cổng nào cũng được. 1 hay 2 ta bấm cái nút input ở phía mặt trước thì nó sẽ tự động nhảy sang 1 2 hoặc chuyển nhảy sang Bluetooth. Đấy, thì đối với vang cơ và vang số thì đều chung cái nguyên tắc như vậy, tức là cái cách đấu nối của nó sẽ là như vậy, đúng không ạ? Thế còn bây giờ ví dụ như các bạn dùng vang số chẳng hạn, thì cái tính năng ở dưới là cái vang số nó cũng có cái cổng nó giống. Trong trường hợp này tôi dùng một con vang số có khả năng chỉnh cơ, thì các cổng kết nối của nó cũng khá giống với vang cơ. Còn những cái dòng vang số mà các bạn thấy là nó không có những cái cổng ra này này, không có những cái cổng AUX này này. Đấy, thì các bạn phải dùng cái bộ jack chuyển đổi này để các bạn cắm vào. Thì bây giờ tôi cứ ví dụ ở dưới là cái vang số các bạn nhé, vang số đấy. Thì tôi đang ví dụ. Thì đối với dòng này thì nó cũng cho phép, rất may là cái dòng vang DB này thì ngoài việc xuất tín hiệu theo cái đường này. Đấy, ngoài xuất tín hiệu theo cái đường ba chân này, thì nó vẫn có một cái cổng jack out này. Đấy, thì các bạn cũng cắm như ở trên, y như vậy nhé, cắm y như cái vang cơ nãy ở trên. Thế còn các bạn mà đang sử dụng các dòng vang số mà nó không có cái cổng này thì bắt buộc các bạn phải dùng đôi này để các bạn cắm vào cái đường left và right. Đấy, thì các bạn sẽ thấy thì trong trường hợp này các bạn cắm vào bên này. Đấy, các bạn nhớ nhé, đường center, đường sub, đường
main hay là cái đường LR thì nó đều như vậy thôi. Để cái cách cắm thì y như vậy, nhưng tôi hướng dẫn các bạn để cái các bạn nhận diện luôn cái vang số và vang cơ thì tiện tôi nói như vậy. Thì bây giờ thì các bạn thấy là cái phương án cắm đối với lại vang đi vào cổng và Roseptor thì như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp cả lọc xì vào. Đấy, thì các bạn theo dõi phần tiếp theo này. Bây giờ các bạn sẽ thấy tôi kết hợp cả vang này. Đấy, cả vang, cả lọc xì và âm ly. Thì có rất nhiều cái cách đấu khác nhau. Tuy nhiên thì đây là một trong những cách tôi nói với các bạn nhé, là có nhiều cách đấu khác nhau. Có thể đấu lọc xì trước vang, có thể đấu vang sau lọc xì, hay là đấu vang trước lọc xì, hoặc lọc xì trước vang hoặc sau vang. Thì tùy theo sở thích các bạn, phương án nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Thế cách đấu thì tùy theo các bạn chuyển vị trí thôi. Nhưng đây là một cái cách đấu mà đơn giản nhất, vẫn khai thác một nút bấm duy nhất ở phía trước, nhưng giúp các bạn vẫn sử dụng được tính năng kết nối từ xa của vang. Thì các bạn vẫn cắm bình thường thôi, cắm như tôi vừa hướng dẫn lúc trước nhé. Đây thì các bạn thấy là vẫn đấu lọc xì đi xuống hai cái đường Proceptor này của âm ly. Các bạn đừng quan tâm đến vang, các bạn chỉ quan tâm đấu lọc xì với âm ly cho nó ngon lành đi đã. Đấy, từ đường out này thì đi vào in của âm ly, và out của âm ly thì đi vào in của lọc xì. Thế thì đối với vang bây giờ làm thế nào? Đây, thì các bạn nhìn vào đây. Thì đối với vang thì các bạn nhớ là đối với vang thì nó có cái cổng out. Vang nào thì cứ có cái cổng out này, cổng jack out này, hoặc là cái cổng chuyển đổi như tôi vừa nói ở trên nhé. Đấy, vang số thì dùng chuyển đổi này nhé. Đấy. Thì trong trường hợp này vang cơ thì nó có một cái đường out con này như thế, thì các bạn cắm ở đây. Thì tôi cứ ví dụ con vang dưới này đi. Đấy, còn vang cơ neck cũng được. Thì các bạn cứ cái đường jack out này, các bạn cắm vào đây cho tôi. Đấy, đường jack out nhá. Tức là đường xuất tín hiệu ra của vang. Bây giờ các bạn dùng một cặp dây duy nhất thôi. Các bạn cắm vào âm ly. Đấy. Cắm vào các đường vào thông thường của âm ly. Thì âm ly các bạn thấy rồi, trừ cái đường phono dành cho đĩa than thì đừng có cắm thôi. Còn CD này, tuner này, video AUX 1.2 này, đấy, các bạn cắm vào đường nào cũng được. Đấy, cắm vào cổng nào cũng được. Cắm vào cổng nào thì ta ở trước mặt âm ly ta xoay cái nút kết nối về cái cổng có cái chữ tương tự như vậy là xong thôi. Đấy. Các bạn thấy xong chưa? Như vậy là một cái thao tác rất là đơn giản từ vang đi xuống âm ly. Trường hợp này là như thế nào ạ? Tức là bây giờ các bạn vẫn dùng kết nối không dây Bluetooth với vang bình thường. Các bạn bật vang lên và kết nối nó với iPad. Thì lúc này nguồn nhạc đi vào vang, các bạn cắm mic vào vang. Đấy. Nguồn nhạc kết nối không dây Bluetooth vào vang nhé. Và cắm mic vào vang. Mic không dây hay mic có dây tùy các bạn. Thì lúc này tín hiệu từ vang này nó sẽ được gửi xuống âm ly. Và âm ly sẽ xuất sang cái đường out này. Đường out này nó sẽ gửi sang cái đường in của lọc xì. Lọc xì xử cân chỉnh tỉa tót giọng các bạn, chỉ tỉa tót nhạc, xong nó gửi trả quay lại cho âm ly. Và âm ly khuếch đại lên rồi đánh ra hai cặp loa này. Đấy, hai bên. Đấy, các bạn thấy cái cách đấu này là đấu lọc xì, bản chất của nó là cách đấu lọc xì phía sau vang, nhưng mà nó lại qua cái đường Proceptor của âm ly. Đấy, đấu như này thì nó sẽ được rất nhiều các tiện ích. Các bạn thấy là đỡ cho các bạn sẽ không phải cắm rút nữa, chỉ một lần duy nhất cắm đấu như tôi vừa hướng dẫn thôi. Sau đó là các bạn không phải cắm rút gì nữa cả. Khi kể cả các bạn muốn bỏ lọc xì mà hát trực tiếp từ vang xuống âm ly thì các bạn vòng ra phía trước. Ví dụ như các bạn có, tôi nói thêm này, các bạn nào đang có CD, ví dụ đây là dây CD thì các bạn cứ cắm vào đây bình thường. Đấy, hay là TV, hay là tóm lại là iPad từ cái gì đấy. Tóm lại cái đường này các bạn cứ hình dung là từ một phải là cái nguồn phát khác, còn cái đường của này là đường của vang nó đi xuống âm ly. Thế thì các bạn hướng ra phía trước, các bạn sẽ thấy được vô vàn các lợi ích. Thì các bạn thấy là bây giờ các bạn đang kết nối không dây, ví dụ như thế đi, các bạn đang kết nối không dây vào vang và đang cắm mic không dây vào vang. Như vậy các bạn tha hồ tung tăng chạy khắp phòng không vướng về dây dợ, các bạn hát bình thường. Và cái nút Proceptor này thì các bạn để ý thôi, chỉ cần khai thác ở đây thôi. Nếu như các bạn bật cái nút Proceptor này về vị trí on thì lúc này các bạn chỉnh được cả âm sắc trên lọc xì, giọng hát của các bạn cũng đi qua lọc xì. Các bạn tha hồ chỉnh tỉa tót cân bằng, chỉnh cho nịnh giọng, giọng thô, giọng mộc hay thế nào đó thì tùy, đã chỉnh được cả bát chép nó kèm theo luôn. Thế khi các bạn không thích cho giọng hát các bạn đi qua đây nữa mà sợ hú rít ABC, chỉ cần xoay một cái nút Proceptor về vị trí off thôi. Đấy. Thì lúc này tất cả tín hiệu mic cũng như nhạc đi vào trong con vang này và nó sẽ đi trực tiếp xuống dưới âm ly. Và âm ly lúc này lại chỉnh bát chép ở đây bình thường. Lọc xì lúc này là vô can. Đấy, nhờ mỗi cái nút bấm như vậy là rất là ngon bùa rẻ, được nhiều cái tiện ích cho các bạn.
Thì các bạn thấy đây là một cái lợi thế rất là lớn nhé. Và nó tiện ích, đỡ phải cắm rút khi mà thích bỏ lọc xì đi đấy, hay thích thêm lọc xì vào. Thích cho giọng hát đi qua lọc xì lại bật một cái về nút này về vị trí on. Thế thôi. Thế còn với cổng kết nối thì các bạn thấy đây này. Cắm vào CD thì xoay về CD, mà cắm về tuner thì xoay về tuner, AUX vân vân. Cái chuyện chọn cổng kết nối đằng sau các thiết bị là chuyện bình thường, nó cũng rất là đơn giản với các bạn rồi. Thì các bạn thân mến, có rất nhiều cái tiện ích kèm theo cho các bạn. Thì cơ bản đây là một trong những tính năng mà tôi muốn giới thiệu. Thì các bạn có thể dùng âm ly Denon 940V này này, phang vào rất nhiều các dòng loa. Đấy, các dòng mà tôi vừa điểm danh một loạt, thì trong đó kể Bose 301 series 4 này. Đấy, giá rẻ, mềm. 601 series 3 giá 42 này. Đấy. 601 trơn được cũng có, 601, 501 series 4 đều có, các bạn lấy mẫu nào cũng được. Thì cái tính năng này các bạn có thể vận dụng vào tất cả những dòng âm ly Sansui mặt đen như thế này, đều có cái nút Pro Shape Sort y như vậy. Thì các bạn cứ thấy cái dòng âm ly nào có cái tính năng này thì các bạn có thể dùng được. Hoặc những dòng âm ly có cầu chì, tức là cái cầu chữ U phía sau, thì các bạn cũng vận dụng y như vậy các bạn nhé. Thì trên đây thì một vài cái thao tác mà tôi hướng dẫn các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn thấy hay thì có thể chia sẻ cho anh em của các bạn xem, để nhiều người biết, đỡ phải phiền hà cắm rút nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.